Truyền hình trực tiếp, Thiền sư Trương Trần lướt nhanh trên tuyết ở núi Himalaya. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đài truyền hình phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình tu hành của Thiền sư trên dãy núi Himalaya. Trong buổi trực tiếp, một Thiền sư Ấn Độ để lưng trần, chỉ mặc một chiếc quần vải mỏng manh, ngồi thiền trong băng tuyết trên dãy núi Himalaya. Nhiệt độ môi trường lúc này đã giảm xuống dưới 0 độ C, nhưng vị Thiền sư này không hề cảm thấy lạnh lẽo, mà ngược lại, ông ấy trông rất bình tĩnh và thoải mái. Vị thiền sư nhắm chặt mắt, hai tay đặt trên đầu gối, cùng hơi thở chậm và sâu, giống như cơ thể ông đã hoàn toàn thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Khuôn mặt và cả thân người của ông toát ra một vẻ bình yên và kiên định, như thể đã hoàn toàn hòa mình với thiên nhiên. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi những bước chân của ông. Chúng tôi cũng đã từng chia sẻ nhiều video về vị hành giả này. Sự chuyên tâm tu hành của vị thiền sư này đã giúp toàn bộ thân thể và trạng thái tinh thần của ông dường như đã vượt qua giới hạn vật lý bình thường. Bên cạnh thiền sư, có một phóng viên luôn theo sát ông ấy trong cả chuyến hành trình. Người phóng viên này trái ngược hoàn toàn so với thiền sư, bởi mặc dù anh ấy đã mặc quần áo ấm và mang giày chống trượt, nhưng anh vẫn cảm thấy rất lạnh và khó khăn trong việc di chuyển. Ngoài trời, tuyết rơi dày đặc, đến mức đã ngập đến đầu gối, có nơi còn dày hơn khiến người phóng viên di chuyển một cách chậm chạp và vất vả. Nhưng anh ấy vẫn cố gắng nhấc hai chân lên, bước càng nhiều càng tốt để theo kịp thiền sư. Tuy nhiên, vị thiền sư này chỉ bằng đôi chân trần của mình đã có thể bước đi rất nhanh trên tuyết và nhanh chóng bỏ lại phóng viên ở phía sau. Khi thiền sư nhận ra rằng người phóng viên không thể theo kịp, ông dừng lại chờ đợi và nhìn anh ấy đang cố gắng bước đi theo mình với tốc độ nhanh hơn. Nhưng lớp tuyết ở khu vực này thực sự quá sâu, cho dù phóng viên cố gắng như thế nào thì cũng chỉ có thể di chuyển một cách chậm chạp khó khăn. Vị thiền sư đưa tay ra hiệu cho người phóng viên đến gần mình, nhưng khi anh ấy bắt đầu chạm được bàn tay của thiền sư thì lập tức ngồi xuống đất một cách mệt nhọc. Thiền sư không còn cách nào khác đành phải leo lên núi trước. Đối với ông ấy, việc di chuyển trên lớp tuyết dày đặc này chỉ như bước đi trên mặt đất. Từ những hình ảnh trực tiếp, mọi người đều có thể nghe thấy bước chân của vị thiền sư này rất nhẹ nhàng uyển chuyển, từng bước chân như thể đang lướt nhẹ nhàng trên đóa hoa sen trắng muốt. Trong chuyến hành trình này, người phóng viên đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó theo kịp tốc độ của thiền sư, bởi anh ấy luôn bị mắc kẹt trong lớp tuyết dày đặc, không thể di chuyển. Trái lại với người phóng viên, thiền sư càng đi càng nhanh hơn, bước chân uyển chuyển mà mạnh mẽ, tựa như đang khiêu vũ. Cả cơ thể ông luôn duy trì tư thế tao nhã, hơi thở cũng rất ổn định như không hề bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Sắc mặt ông luôn bình tĩnh như đang tận hưởng không khí giá lạnh này. Vị thiền sư rất nhanh đã lên đến đỉnh núi. Ông bắt đầu ngồi trong tuyết và điều chỉnh hơi thở, trong khi người phóng viên còn đang cách ông rất xa. Toàn bộ cơ thể của thiền sư bắt đầu thả lỏng, hai mắt nhắm lại và với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, ông ấy bắt đầu hít một hơi thật sâu để từ từ đưa không khí vào cơ thể, rồi sau đó lại chậm chậm thở ra. Mỗi hơi thở của ông đều rất ổn định và có nhịp điệu, rất sâu và trọn vẹn. Thông qua việc vận khí điều chỉnh hơi thở, vị thiền sư có thể làm cho cơ thể và nội tâm của mình đạt đến trạng thái bình tĩnh và thư giãn sâu sắc. Đây cũng là một phần rất quan trọng trong việc tu hành thiền sư. Tiếp theo sau đó, ông lại đứng dậy và thực hiện một số động tác thiền định đòi hỏi kỹ thuật cao hơn, như đứng bằng một chân và thậm chí giữ cơ thể thăng bằng chỉ bằng đầu của mình. Trong quá trình hô hấp, ông tập trung cảm nhận luồng không khí bên trong và bên ngoài, cũng như những biến đổi trong cơ thể mình. Không biết từ khi nào, người phóng viên đã đuổi kịp và ngồi bên cạnh thiền sư với vẻ mặt kinh ngạc. Vị thiền sư chia sẻ cho anh ấy một số kỹ thuật vận khí uyên thâm, sau đó hai người lại tiếp tục lên đường. Thiền sư nói rằng nơi họ sắp đến rất xa, nhưng lại là một nơi lý tưởng cho việc tu hành. Thông thường ông ấy phải mất 3 ngày để đến đó, nhưng những người bình thường như phóng viên có thể mất ít nhất 6 ngày. Mỗi bước đi của vị thiền sư và người phóng viên như đang thử thách dũng khí của họ. Những cột băng xung quanh giống như một chiếc đèn chùm phát ra những âm thanh chói tai trong gió lạnh. Cả hai người cẩn thận từng bước trên băng tuyết, ánh mắt dán chặt vào cột băng trên đầu. Họ luôn chuẩn bị tinh thần sẵn sàng né tránh nguy hiểm khi những cột băng trên đầu bị đứt gãy, hoặc có thể té ngã do đường đi khá trơn. Vị thiền sư tỏ ra rất ung dung và dường như có thể cảm nhận trước nguy hiểm có thể xảy ra để né tránh kịp thời, nhưng người phóng viên lại khá căng thẳng và lo lắng. Thỉnh thoảng anh ấy lại ngẩng đầu nhìn cột băng vì sợ khối băng rơi trúng đầu. Hơi thở của anh ấy gấp gáp và không đều nhau.
Có vẻ như anh không thể hoàn toàn thích nghi với độ cao và môi trường khắc nghiệt nơi này. Tuy nhiên, người phóng viên này lại vô cùng kinh ngạc trước khả năng của vị thiền sư, bởi anh ấy cảm nhận được rằng cả thể chất và tinh thần của ông ấy đều rất mạnh mẽ. Vì vậy, ông ấy mới có thể giữ được sự ung dung và điềm tĩnh trong môi trường như vậy. Cả hai người cứ lặng lẽ đi về phía trước. Vị thiền sư đi trước dẫn đường và người phóng viên cẩn thận theo sau. Dù môi trường hiện tại rất khắc nghiệt, nhưng họ vẫn kiên định tiến tới mục tiêu, không ngừng vượt qua khó khăn để đạt được mục tiêu cao hơn. Sau khi đi một hồi lâu, người phóng viên dần dần kiệt sức và khát nước, nên anh phải dừng lại nghỉ ngơi và nhặt băng tuyết trên mặt đất để ăn. Nhưng thiền sư dường như không bao giờ cảm thấy đói hay khát. Ông ấy dùng tuyết xếp thành một ký hiệu kỳ lạ giống như người tuyết và đặt một chuỗi hạt lên đó rồi ngồi thiền bên cạnh hoặc thực hiện một số động tác khó. Cứ như vậy, trong chuyến hành trình này, ông ấy vừa ngồi thiền vừa đợi người phóng viên đuổi kịp mình. Cuộc hành trình này đối với người phóng viên thật sự rất khó khăn. Anh ấy không chỉ phải đi bộ qua lớp tuyết dày mà còn phải leo lên những vách đá dựng đứng. Hơi thở của anh bắt đầu trở nên khó nhọc và mỗi bước chân của anh ấy dường như bị ghì chặt bởi những viên đá nặng nề. Người phóng viên luôn cố gắng để mình có thể đứng vững, nhưng ở những khu vực quá dốc, hầu như anh lại không thể giữ thăng bằng. Mặc dù đã được vị thiền sư động viên và hỗ trợ, nhưng cơ thể của người phóng viên đã đạt đến giới hạn. Anh cảm thấy mình không còn sức lực để tiếp tục. Đã có lần anh nằm trên tuyết và thở dài. Tuy nhiên, người phóng viên vẫn cố gắng bước tiếp, bởi đó là tiếng gọi của nghề nghiệp và anh cần phải kiên trì để hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi màn đêm buông xuống, người phóng viên và các nhiếp ảnh gia đi cùng ở cùng nhau trong lều, trong khi vị thiền sư ngồi một mình trong hang động. Họ đã hẹn gặp nhau vào bình minh của ngày mai. Nhưng điều không ngờ là ngày hôm sau, khi người phóng viên bước ra khỏi lều thì không hề thấy bóng dáng của vị thiền sư. Những dấu chân để lại trên tuyết đã bị che phủ. Người phóng viên cố gắng gọi lớn nhưng không nhận được một sự phản hồi nào. Anh ấy bắt đầu cảm thấy bất an. Và sau khi đợi vài giờ mà không thấy vị thiền sư trở lại, người phóng viên này bắt đầu quay trở về con đường cũ. Lúc này anh không chắc liệu họ có còn gặp nhau hay không, bởi anh ấy không biết rằng liệu vị thiền sư này có lý do đặc biệt nào đó mà không muốn tiếp tục xuất hiện. Những thiền sư đã chọn cách ẩn cư tại nơi hoang vắng này là vì muốn tập trung tu hành và tránh xa thế tục. Vì vậy, nếu không có cơ duyên đặc biệt, sẽ rất khó để tìm thấy họ. Những ai từng nghe về họ đều mong được gặp họ một lần. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.